Chào các bạn, trong video này thì gửi đến bạn một câu được trích trong đề thi học sinh giỏi khóa lớp 9 của tỉnh Quảng Nam 2008-2009 đề như sau. Các hợp chất A, B, C, D, E là chứa 3 nguyên tố CHO. Trong đó thì khối của A đối với oxy là bằng 5,625. Thì có như sau, thì khối của A so với O2 là bằng M lớn của A chia O2 là 32 bằng 5,625. Cho đêm tính được M lớn A. 5,625 nhân cho 32. 5,625 nhân 32. Thì đây nó bằng 180. Bạn nghe kỹ. Chúng ta học trong chương trình á, thì cái khối lượng mol bằng 180 nó là glucose và glucose có rắn bạc, được chưa? Như vậy thằng này là C6H12O6. Đây là glucose. Công thức cấu tạo glucose như sau. CH2 OH CH OH tất cả 5 lần. Tất cả 4 lần CHO. Công thức cấu tạo glucose là 5 nhóm OH bằng nhóm CHO, độ cao dễ nhớ là 5 ho một chó. Rồi, từ A thực hiện sơ đồ như sau. Như vậy A mình dự đoán đó là glucose. À, thầy dự đoán nó là glucose và chắc chắn là glucose rồi, không thể khác được. C6H12O6. Rồi, vì A, B, C, D, E chứa các nguyên tố này, tức là nó là chất hữu cơ. Thì chúng ta nhớ triết lý cho thầy là bột đường rượu. Bột đường rượu giấm mấy te. Thì B này nó sẽ điều chế ra rượu etanol C2H5OH. C là axit acetic. Nhưng mà nếu axit acetic á, thì sao? Axit acetic thì ở đây nó sẽ không, nó tạo ra ete đúng không? Ete mà tác dụng với B để tạo ra e. Ete thì không tác dụng được với rượu rồi. Như vậy ở đây nhiều khả năng. Cái thằng C này là anhydride CH3CHO. Thằng D này là CH3COOH. Cái đó E chúng ta lại te CH3COO C2H5. Đó. Cái mấu chốt là chỗ đây này, mình nhớ thầy là bột đường rượu giấm ete, bột đường rượu chó giấm ete nha. Đó là triết lý. Bây giờ chúng ta sẽ ghi tất cả phương trình để chứng minh điều đó. Đây là một này. 2 3 4 và đây là 5, 5 phương trình. Mình đã xác định A xong rồi. Giờ đây chúng ta đến B này. B đây là CH3CH2OH. C là CH3CHO. D CH3COOH và E CH3COO C2H5. Chúng ta ghi các phương trình để chứng minh. Đầu tiên là glucose thực hiện phân trắng bạc. Nhưng glucose là CH2OH. CHOH tất cả 4 CHO. Được tác dụng với AgNO3 trong môi trường NH3. Bản chất như sau. Bản chất giống chất CHO kết hợp oxy để biến thành COOH. COOH kết hợp với NH3 biến thành COONH4. NH4 kết hợp với NO3 tạo thành NH4NO3 cộng AG. Theo quy tắc là một CHO thì tạo ra hai bạc. Bên này sẽ 2NO3. 2NO3 thì bên này sẽ là 2NH4NO3. 3NH4 thì bên này sẽ là 3NH3. Rồi, đủ nước rồi đó. Và tiếp theo là từ glucose ra đường thì này bạn biết rồi, đó là lên men. Đây mình ghi đây cho nó dễ. Đây. Phương trình số 1 này.
Từ Glucozer là C6H12O6. Chúng ta tiến hành lên men rượu. Cái đó tạo thành C6, C2H5OH cộng cho CO2. Phương trình 2 từ CH3CHO chúng ta ghi như thế này: CH3CH2OH. Chúng ta đi tác dụng với chất oxy hóa, đây là CuO, nhiệt độ đun nóng. Cái đó nó sẽ biến thành CH3CHO cộng đồng cộng nước 3. Từ CH3CHO em sẽ đi tác dụng với chất oxy hóa thích hợp. Cái đó tạo thành CH3COOH cân bằng ở đây 1/2 oxy là đủ. 4. CH3COOH chúng ta đi tác dụng với B, B là rượu. C2H5OH. Đây là phần hai chiều. Đây mình dùng là axit nhiệt độ đun nóng. Axit đây mình dùng là H4 đặc, đi rõ luôn đi. Tạo thành CH3COOC2H5 cộng H2O. Và phương trình cuối cùng, phương trình 5. Mình ghi đến số nhầm rồi. Ở đây có 4 phương trình chứ đâu có 5 ta. Ta lên số lại nha. Đây là phương trình 3 nè. Và đây 4 em nha. Như vậy đầy đủ hết rồi em nha. Theo đánh giá của mình ở câu hỏi này mức độ bình thường. Mấu chốt là bạn hiểu được cái mấu chốt là khi mình tính ra bằng phân tử khối bằng 180 ngay ngay tới glucose. Và glucose chúng ta tham gia phần tăng bạc vì có nhóm chất CHO. Thầy để chứng minh đây. Được chưa? Sau đó chúng ta hoàn thành sơ đồ một cách dễ dàng luôn. Thế thôi.